Trần Thị Ngọc ở xóm 11, Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam. Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi, cháu đã được 1 tuổi, thời kỳ 7-8 tháng. Cháu hay viêm mũi, ho, khò khè, khó thở và hay quấy ho và quấy khóc về đêm. Tôi phải cho cháu xuống nước, thường xuyên cho cháu xuống nước đi để cắt thuốc tây và sử dụng 1-2 tháng. Nhưng không đỡ, tôi đã phải cho cháu xuống viện nhi để khám và bác sĩ chẩn đoán cho bị viêm phế quản co thắt. Và tôi đã tìm hiểu trên internet và biết đến sản phẩm Siza BPA. Tôi đã được dược sĩ công ty tư vấn và cho dùng sản phẩm Siza BPA và kết hợp thêm sản phẩm kiện tùy. Được 2 tháng, con tôi đã khỏi bệnh và không sổ mũi, ho, khò khè, và chó hay ăn và ngủ ngon, không quấy khóc về đêm. Qua đây tôi cảm ơn công ty dược phẩm BPA.